Các bạn nào muốn có thật là nhiều con huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con huy lên tới 419 con huy hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhé. Hi, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới nè, thật là vui vẻ, tràn đầy sức khỏe nha bạn ơi. Trong video này mình sẽ hé lộ những bộ skin sẽ được free vào sự kiện sinh nhật sắp tới, khá là ngon luôn các bạn nhá. Rồi, thì như các bạn cũng đã biết là sắp tới ấy, chúng ta sẽ có tiếp 7 skin mới sẽ được ra mắt trong game liền. Rất là đẹp luôn, có skin 2S này của Zata, rồi là Lavi các kiểu. Và chi tiết như thế nào thì xíu nữa mình sẽ cho tất cả bạn chúng ta xem qua luôn. Ok, rồi thì nói chung là mình sắp xếp công việc để mình like, mình tặng quà bạn ấy, nhưng mà mình chưa sắp xếp được kia. Tại vì dạo đây nó khá là bận, để khi đâu mà mình sắp xếp được thì sẽ chắc chắn sẽ có một cái buổi like hoặc là nhiều hơn để tặng quà cho tất cả bạn nhá. Tại vì dạo gần đây các bạn thông cảm cho mình bận quá, làm clip được tới cho tất cả bạn thôi là cũng gọi là tranh thủ lắm rồi đấy. Ok, và các bạn đang xem đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để chúng ta được nhận các phần quà như là skin và quân huy các bạn nhá. Quân huy thì mình sẽ tặng qua SMS. Nhiều bạn thì không hiểu SMS là gì, thì SMS đấy nghĩa là các bạn vào trang nạp thẻ.vn này, các bạn lấy cú pháp tin nhắn của các bạn gửi cho mình sẽ nạp cho bạn, nghĩa là các bạn không mất tiền đấy, đó kiểu như thế. Ok, các bạn hiểu chưa? Rồi, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết 7 skin sẽ được ra mắt ở trong game sắp tới nó sẽ như thế nào và bậc của từng skin một nó sẽ là gì các bạn nhá. Chúng ta cùng let's go nào. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến skin của Zata các bạn nhá. Và skin này chúng ta sẽ là bậc 2S, nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Ui, quá là tuyệt vời. Bạn nào mà bet Nata chắc chắn là sẽ rất là hứng thú để chúng ta xúc cái skin này về chúng ta chơi đúng không? Và số lượng con huy mình có thu thập được ở một số bên server nước ngoài ấy thì người ta đưa đến cho tất cả bạn khoảng 1k5 đến 2k con huy các bạn nhá. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với skin của Phoenix. Thì skin của Phoenix này ấy chúng ta chỉ là bậc A mà thôi, và theo thông tin mình nhận được skin này các bạn sẽ nhận được hoàn toàn free các bạn nhá. Nhìn ngoại hình thì rất là đẹp, nhưng mà bậc A thì theo mình thì hiệu ứng thì chắc nó không có gì lắm đâu. Ngoại hình thì trông nó rất là đẹp rồi. Ok, và tiếp theo ở đây đó chính là skin của Floor các bạn nhá. Và skin Floor chúng ta sẽ có đó chính là bậc 2S liền. Ui, chất lượng không? Rồi, nói chung là nhìn khá là đẹp đúng không? Kiểu như là một chàng hot boy si tình ấy. Mình nhìn thấy kiểu như thế, không biết là quan điểm của bạn như thế nào. Cầm một cái giống như là cây đàn đúng không các bạn? Giống cây đàn luôn, kiểu như nghệ sĩ ấy, làng tử ấy các bạn. Đây, và tiếp theo thì chúng ta có skin của Vedet. Skin này sẽ là bậc S cộng và có phụ kiện luôn nhá, rất là xịn sò luôn các bạn. Rồi, chúng ta đến với skin tiếp theo. Đây, và skin tiếp theo đây chính là skin của Harlan. Thì nói chung là skin này cũng là bậc S cộng luôn. Ok, nhìn rất là xịn sò. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với skin của Quy nhá. Vị tướng Quy thì chúng ta chỉ là bậc A thôi, bậc A thôi các bạn nhá. Và skin này cũng đâu đó các bạn sẽ được nhận free toàn server luôn. Nghĩa là theo một số thông tin mình cập nhật được ở một số trên các bạn page ấy, thì bạn sẽ có skin của vị tướng Quy và Phoenix sẽ được free. Và hai skin này ấy chỉ là bậc A mà thôi các bạn nhá. Nhưng mà nhìn ngoại hình mình thấy rất là xịn sò luôn, khá là xịn sò luôn đấy. Mà bậc A thì mình cũng hơi buồn. Ok, hơi buồn về cái skin này đó. Nhiều bạn cũng bảo này free là cái chăng nhưng phải làm nhiệm vụ, tất nhiên rồi liên quân sẽ cho free skin này các bạn nhá. Ok, và tiếp theo này, wow, nhìn rất là xịn sò luôn đúng không? Skin của vị tướng Lavi bậc skin này sẽ là bậc 2S các bạn nhá. Skin của Lavi trời ơi đỉnh quá, rất là nhiều bạn cho ta comment này cực kỳ đỉnh luôn và cực kỳ tuyệt đó. Rồi, và tiếp theo nhá, chúng ta cùng đến với skin gì nữa nhỉ? À hết rồi, vậy là chúng ta có 7 skin như thế thôi. Đó là chi tiết mình đưa tới cho tất cả bạn, có hai bộ skin, đó chính là Phoenix này và skin của vị tướng Quy. Các bạn sẽ nhận được free trong sự kiện sinh nhật sắp tới. Theo mình thì chắc là phải cho cái skin gì khác nữa đúng không? Cho skin gì ngon ngon xịn sò hơn thì các bạn sẽ thích hơn so với chỉ lấy free bậc A thôi thì các bạn hơi buồn. Và kèm theo sự kiện sinh nhật thì như các bạn cũng đã biết rồi là một chuỗi sự kiện lớn của bên Liên Quân, nên là chắc chắn Liên Quân chúng ta sẽ đưa đến cho tất cả bạn rất là nhiều những phần quà khác ngoài những bộ skin, không phải là mình skin đâu bạn nhá, mà còn rất là nhiều skin khác, nên là chúng ta cùng hóng chờ thôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng mình cũng đăng nhập đủ 10 ngày rồi này.
chúng ta nhận được dương trang phục tự chọn. Ok, ở đây mình sẽ mở ra nhé. Đó, chúng ta còn rất là nhiều bộ skin khác. À, mình cứ tưởng là chỉ có 3 skin mà thôi, nhưng mà chúng ta còn thêm như là skin thịt xiên nướng này, đặc đặc cảnh nơi IPD các kiểu này các bạn. Rồi ok, đó các bạn nhớ là chúng ta điểm danh hàng ngày, bạn nào chưa nhận được thì chúng ta nhận quà đi các bạn nhá. Và video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Các bạn đang xem đừng quên là like, đăng ký kênh cùng bật chuông của chúng mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.